Tôi sẽ giới thiệu cho anh. Đây là bà chủ của tôi, cũng là chủ tịch của công ty, gọi là Yến Vũ. Chủ tịch, đây là bạn tôi thất lạc. Mặc dù tôi là bà chủ của Ngôn Yên, nhưng chúng tôi cũng là bạn tốt. Anh Lạc đến đây không cần phải khách sáo. Lưu Chiêu thấy mình có thêm một đối thủ cạnh tranh, mũi tức giận đến bị lệch. Nghe Ngôn Yên nói, hiện tại công ty cô có vấn đề về tài chính, không biết cần đầu tư bao nhiêu tiền. Bây giờ, quả thật công ty chúng tôi có chút vấn đề nhỏ, nên khi tài trợ ít nhất phải là 50 triệu. Haha, 50 triệu có lẽ là không đủ, nếu chỉ là thiếu tiền thì là chuyện nhỏ. Bây giờ ở nơi này, tôi mà không giới thiệu, sẽ không có đạo diễn hay công ty nào làm việc với các anh cả. Lưu Tổng, nếu anh làm như vậy thì không hợp lý. Hai công ty chúng ta luôn là nước giếng không phạm nước sông. Nếu anh muốn đầu tư, đó là một điều tốt. Nhưng điều kiện anh đưa ra cũng quá khắc nghiệt. Chúng tôi đang tìm nhà đầu tư và cổ đông, không phải bán công ty. Sau đó mọi người sẽ làm việc cho anh. Mấy ngày nay tôi thực sự khó chịu. Lưu Chiêu không chỉ tính lấy công ty của cô, mà còn rất dâm dục, thế mà còn muốn lợi dụng phụ nữ trong công ty. Nếu không thể làm bạn, đó là kẻ thù. Với tôi mà nói, đánh bại đối thủ có thể dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Này Yến Vũ, cô có chắc anh ta có thể bỏ ra 50 triệu không? Không phải tôi xem thường anh ta, tôi e rằng ngay cả 5 triệu anh ta cũng không có. Ý anh là sao? Đừng cảm thấy bản thân mình có tiền mà khinh thường người khác. Haha, nói cho cô biết, anh ta chỉ là bảo vệ của một khu phố thôi. Nếu anh ta có thể bỏ ra 50 triệu, ta đây sẽ chạy trần truồng trên đường phố. Những gì anh nói có thật không? Đừng rút lại những gì anh vừa nói đấy. Hả? Ta đây nói một cái chắc như đinh đóng cột. Khi nào mà ta không thừa nhận, vậy thì không nhất định. Một số người nói đổi ý thì đổi ý, chưa chắc có tác dụng đâu. Tiểu tử ngươi có phải đến tìm việc không? Nếu không đưa được 50 triệu, hôm nay ngươi đừng hòng rời đi. Lần trước tôi đã cảnh báo anh, kêu anh tránh xa tôi ra, nay lại còn dám xuất hiện trước mặt lão tử. Tin hay không ta kêu người ném ngươi xuống sông. Lưu Tổng, xin hãy chú ý lời nói của anh. Bây giờ xã hội có pháp luật, chỉ cần dựa vào những gì anh vừa nói là có thể trực tiếp báo cảnh sát, nói rằng anh đe dọa sự an toàn cá nhân của người khác. Cô dám báo cảnh sát xem, ở trên mảnh đất nổi tiếng và rộng lớn này, chưa có ai dám đe dọa Lưu Triều ta đâu. Cô Yến Vũ đừng lo lắng. Tôi đã ghi âm mọi thứ anh ấy nói. Gọi cảnh sát thì không cần, đến lúc đó khỏa thân chạy thì đừng hối hận. Được rồi, tôi sẽ xem làm thế nào anh có thể trả 50 triệu. Tôi nghĩ chỉ đầu tư 50 triệu thôi, có phải là quá ít không? Nếu muốn làm, cố gắng làm cho công ty lớn hơn một chút. Đánh nhau một chút thì chán lắm. Tôi quyết định đầu tư trực tiếp 500 triệu cho công ty. Yến Vũ cô nghĩ sao? Hả, đầu tư 500 triệu sao? Những gì anh nói có thật không? Đây không phải là trò đùa đâu. Bây giờ là đàm phán chính thức, không thể nói lung tung. Nếu không đầu tư được nhiều tiền như vậy, thì phải chịu trách nhiệm pháp lý. Ha ha ha, thật là cười chết đi mà. Cho dù là khoe khoang cũng có thể giả vờ giống một chút không? Anh thật hài hước. Nếu tôi có thể lấy ra 500 triệu, có phải anh sẽ khỏa thân chạy ngoài đường 10 lần không? Nếu anh lấy ra 500 triệu, lao tử ta đây khỏa thân chạy 100 lần đều được. Nhưng nếu anh không thể lấy nó ra, hôm nay anh sẽ chết với tôi. Hệ thống thần hào mặc dù tự cho mình 500 triệu, nhưng hàng triệu đã được chi tiêu. Thất lạc chỉ muốn thử nếu tiêu quá tiền thì sẽ ra sao. Yến Vũ, ở đây chắc hẳn là có máy quẹt thẻ phải không? Ngôn Yên cô quẹt đi. Mật khẩu là 6 số 8. Nhiệm vụ đã hoàn thành sẽ nhận được thêm nhiệm vụ. Nhiệm vụ mới sẽ tiêu 2 tỷ trong 1 tháng. Nếu không thể hoàn thành đúng thời hạn, sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Sau khi quẹt thẻ thành công, Ngôn Yên ở bên cạnh sửng sốt. Trong lúc nhất thời đầu óc cũng không nghĩ ra được, chẳng lẽ thất lạc là phú nhị đại siêu giàu sao? Làm bảo vệ trong khu phố chỉ để trải nghiệm cuộc sống. Lưu Tổng, thấy thế nào? Theo như chúng ta đã thỏa thuận, anh nên chạy khỏa thân 10 lần. Tục ngữ có câu chọn ngày không bằng làm liền, hãy bắt đầu lần đầu tiên đi. Làm sao có thể? Giữa ban ngày chạy ra ngoài trần truồng, thật sự quá tệ với tôi. Nói vậy chứ tôi chỉ đùa thôi. Sao anh có thể tin là thật? Ai đùa với anh vậy? Nếu tôi không có số tiền đó, anh có để tôi đi không? Sao vậy? Lão tử không tính chuyện đó nữa. Anh có thể làm gì tôi? Thất lạc hay là quên đi. Dù gì, thế lực của Lưu Triều rất mạnh. Ngôn Yên lo lắng thất lạc đắc tội với anh ta, sẽ tìm người trả thù thất lạc. Loại cặn bã này càng tha cho anh ta, sau này anh ta sẽ tăng thêm sự kiêu ngạo. Nhưng vì Ngôn Yên đã cầu xin cho anh rồi, hôm nay tôi sẽ tha cho anh. Nếu sau này còn dám đến gây phiền phức, thì không dễ dàng như vậy đâu. Cút đi, về sau đừng để tôi thấy anh. Hôm nay thật sự cảm ơn anh. Nếu anh không đến kịp, thật sự không biết sẽ như thế nào. Lưu Chiêu này là một người hung dữ. Nếu làm anh ta tức giận, anh ta sẽ trả thù, nên anh nhất định phải chú ý an toàn hơn. Ngôn Yên cô yên tâm nhé, vấn đề không lớn. Ngôn Yên, cô được đấy. Cô quen được một người bạn lợi hại như vậy, tại sao chúng ta cần phải tức giận loại người như Lưu Chiêu? Yến Vũ, đừng đùa với tôi nữa. Thực ra tôi cũng vừa mới biết, thất lạc lại có nhiều tiền đến vậy. À, hóa ra là như vậy. Anh thất lạc, có phải anh giống người giàu trong phim truyền hình không? Giả làm người bình thường để kiểm tra Ngôn Yên của chúng tôi. Không phải, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Nhưng tên cặn bã như Lưu Triều thật sự khiến người ta khó chịu. Vì vậy, tôi không muốn giả vờ nữa, nên mới như vậy. Thực ra tôi là người giàu. Anh bây giờ là cổ đông lớn của công ty chúng tôi. Một điều tốt như vậy, hôm nay chúng ta ăn mừng nhé. Được, mọi chuyện cuối cùng cũng giải quyết được rồi. Thật sự cần phải thư giãn một chút. Lúc này điện thoại của thất lạc đột nhiên đổ chuông, là điện thoại của giám đốc trại trẻ mồ côi. Từ khi rời trại trẻ mồ côi, thất lạc năm nào cũng đến thăm. Xin chào viện trưởng. Thất lạc, bây giờ công việc của anh có bận không? Giờ tôi không bận. Có việc gì không viện trưởng? Là như thế này, có chút chuyện xảy ra ở trại trẻ mồ côi. Tôi biết cuộc sống của anh cũng rất khó khăn, nhưng bây giờ tình hình ở trại trẻ mồ côi rất tệ. Hy vọng anh có thể quay lại giúp cô nhi viện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Có 2 đứa trẻ trong trại mồ côi bị bệnh nặng, bây giờ không đủ chi phí phẫu thuật. Ngoài ra có chủ đầu tư kia nói muốn mua mảnh đất này, bảo chúng ta hãy triển trại trẻ mồ côi đi, nếu cô nhi viện chuyển đi đâu để chứa nhiều trẻ em như vậy. Nghe viện trưởng nói như vậy, Thất Lạc cảm thấy vô cùng tự trách mình. Bây giờ mình có tiền rồi, điều đầu tiên nghĩ đến là tận hưởng niềm vui, tại sao không nghĩ đến trại trẻ mồ côi và đến giúp họ. Viện trưởng yên tâm, tôi sẽ đến ngay. Viện trưởng đừng lo lắng nữa, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện. Thất Lạc, anh thật sự rất tốt. Tôi biết lương của anh cũng không cao, có thể giúp. Đã cảm ơn anh rồi, thật xin lỗi. Tôi đang có việc gấp, chuyện ăn mừng chắc không đi được. Còn chuyện ăn mừng, hai cô đi đi. Tôi cũng đi với anh, có lẽ tôi có thể giúp. Chào chú Trương, đây không phải là Thất Lạc sao? Bây giờ anh không làm bảo vệ à? Đổi thành tài xế lái xe rồi à? Thất Lạc ở bên ngoài làm việc bảo vệ, chú Trương cũng biết. Hôm nay lái một chiếc xe sang tới, con tưởng Thất Lạc đổi nghề làm tài xế cho người khác rồi. Nghe nói trong viện có chút chuyện, tôi đến đây để gặp viện trưởng. Viện trưởng đang ở văn phòng, anh có thể tới là được rồi. Cố gắng giúp viện trưởng càng nhiều càng tốt, những ngày này anh ấy thật khó khăn. Chú Trương yên tâm đi, có tôi đây, bất kể chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Viện trưởng Thất Lạc đã tới, con lái một chiếc xe rất đắt tiền, bên cạnh còn có một người phụ nữ xinh đẹp, không biết có phải là phát tài không. Nếu mà như thế thì chuyện cô nhi viện của chúng ta có thể giải quyết. Thất Lạc vẫn làm bảo vệ vào Tết năm ngoái mà, hay là làm công việc khác, chứ sao có thể phát tài trong thời gian ngắn. Có lẽ anh ấy đã thay đổi công việc mới, đang làm tài xế cho người khác, nhưng nghe nói tiền lương của tài xế xe hơi hạng sang đều tương đối cao, có lẽ có thể giúp thêm trại trẻ mồ côi. Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe, giáp và cày view hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.